Hàng ngàn tàu cá hoạt động suốt ngày đêm ở vùng biển quanh đảo Phú Quốc. Trong đó, ít nhất 4 địa điểm tàu cá thường xuyên cập vào đảo Phú Quốc ở Gành Dầu, Cửa Cạn, Dương Đông và An Thới đang thực sự là nguy cơ rất lớn trong công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển nếu những chủ tàu cá này tiếp tay. Chúng tôi đã tăng cường tới 4 tàu và luân chuyển thường xuyên điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ chốt chặn ở trên biển. Nhưng cái ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là một số chủ tàu cá, ý thức rất kém, trách nhiệm rất thấp, như vụ việc vừa rồi là tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa. Theo Thượng tá Chánh, tuyến biên giới biển của Kiên Giang gần như không có đường biên. Nguyên nhân là bởi vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và nước bạn là vùng nước lịch sử. Nếu các tàu thuyền đưa người nhập cảnh trái phép thì chỉ cần đậu ở khoảng cách giữa rồi điện cho các tàu cá trong đất liền ra vận chuyển vào thì rất khó phát hiện, đặc biệt là vào ban đêm. Các cái tàu cá chủ các phương tiện này thì rất dành đường đi nối lại trên biển luồng lạch. Người ta lợi dụng đêm tối cố tình đưa người nhập cảnh trái phép thì đã khiến cho bộ đội biên phòng Kiên Giang đã khó khăn, đã vất vả thì lại càng có nhiều khó khăn vất vả hơn. Nguy cơ lại bùng phát dịch COVID-19 đang hiện hữu khi gần như ngày nào lực lượng chức năng cũng phát hiện bắt giữ người nhập cảnh trái phép. Điển hình là vụ 10 người mới nhập cảnh trái phép hôm 22 tháng 3. 3 người trong số này đi máy bay về Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đều dương tính. 7 người còn lại vẫn chưa tìm thấy.